Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Phó Cát Thảo của mình. Đợt này thì mình đang nghỉ dịch ở nhà, không đi ra ngoài bởi vì là chính phủ và nhà nước đã yêu cầu là nếu như bạn đang ở đâu thì ở yên ở đó. Thế nên là mình là một công dân thực sự tuân thủ đúng chính sách của Đảng, pháp luật và nhà nước. Thế nên là mình đã ở yên trong nhà. Hôm nay thì để có thể làm cô bản thân mình bớt cô đơn hơn một chút trong cái kỳ nghỉ dịch dài này thì mình đã làm món chân gà ngâm sả tắc để có thể nhâm nhi trong những ngày mà mình tránh dịch ở nhà. Thì về cái cách làm món chân gà ngâm sả tắc này thì thực sự nó khá là đơn giản và mình cũng đã có video để làm rồi. Nhưng trong video ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục làm, nhưng mà mình mới học thêm được một vài cái kinh nghiệm để làm cho món chân gà ngâm sả tắc này nó ngon hơn. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng tiến hành để xem là những cái kinh nghiệm đấy là gì và bạn có thể áp dụng cho việc làm món này ở tại nhà cho bạn bè, người thân cũng như là mọi người ăn trong cái kỳ nghỉ dài này. Bây giờ chúng mình sẽ xem nguyên liệu mình chuẩn bị là gì nhé. Nguyên liệu của mình chuẩn bị đây là mình mua 1 kg chân gà này, còn đây là sả. Tất nhiên là sẽ còn nhiều phần sả nữa, nhưng mà mình sẽ dành để lát nữa làm nước để ngâm chân gà mình dùng sau. Còn cái sả này thì mình tước những cái nhánh vỏ bên ngoài ấy, để mình sử dụng để luộc chân gà. Đây là 1 ít gừng để cho vào luộc với chân gà cho thơm. Thì chân gà này mình đã kiểu như sơ chế qua rồi, mình đã bỏ cái lớp da vàng bên ngoài này, cắt móng và cắt thành từng cái khúc như thế này. Ngoài ra để làm được chân gà thì mình còn cần phải sử dụng một số nguyên liệu khác, ví dụ như là nước mắm này, ớt tươi, rồi là quả tắc tức là quả quất ấy, 1 ít xoài, mình làm chân gà ngâm xoài giả tắc mà, 1 ít xoài, giấm, đường, vân vân, một số nguyên liệu nhỏ nhỏ nữa. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành luộc chân gà. Thì ở đây mình đã chuẩn bị một nồi nước như thế này. Trời ơi, cái phần bếp của mình hơi bẩn một chút. Thì bây giờ thì mình sẽ cho chân gà vào đây. Tiếp đến là mình sẽ cho sả vào. Phần sả mình cứ để cả dài như này cũng được, không sao cả. Gừng thì mình sẽ cắt lát ra như thế này, cho vào đây. Đó. Một cái bí kíp để cho chân gà của chúng ta trắng đó là bạn sẽ cho thêm khoảng một thìa giấm to thìa để dùng để múc canh ấy vào trong cái nồi này. Chúng ta đong khoảng bằng như vậy thì sau khi mà chân gà của chúng ta luộc lên ấy, thì nó sẽ trắng hơn, đẹp hơn. Bây giờ thì cái nồi đã sôi rồi, chúng ta cho sôi khoảng 3 phút thôi, nếu mà chúng ta để sôi lâu quá thì chân gà sẽ bị mềm. Bây giờ thì chân gà đã được rồi, mình sẽ vớt cái chân gà này bỏ ra nước lạnh. Đó, đây chính là phần nước lạnh mà mình chuẩn bị. Trong này nó đã có đá rồi. Giờ thì mình sẽ vớt hết ra. Đây chính là phần chân gà sau khi mình đã vớt ra cái phần nước lạnh này. Đợi chân gà nguội thì mình sẽ để cho nó ráo nước. Vớt lên để cho ráo nước, sau đó thì chúng ta sẽ cho vào hộp và để vào ngăn mát tủ lạnh để khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng cũng được, thì chân gà sẽ săn lại và rất là ngon. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau khi mà cái chân gà mình được nhé. Đây chính là cái phần nguyên liệu mà mình chuẩn bị để làm ngâm cùng với chân gà, gồm có sả này, dưới này là ớt này, còn đây là quả tắc hay còn gọi là quả quất đấy. Thì bây giờ mình sẽ sơ chế tất cả những thứ này ra. Sả thì mình thái, ớt thái ra, còn quất thì cắt làm đôi hoặc làm ba và bỏ hết hạt đi. Một cái kinh nghiệm đó là nếu như mà cái quả quất này bạn không bỏ hết hạt đi thì đến khi mà mình ngâm chân gà ăn nó sẽ rất là bị đắng. Thế nên các bạn lưu ý nhớ là bỏ hết hạt quất đi nhé. Bây giờ thì mình sẽ cần sơ chế nhé. Đây là cái phần tắc này, sả và ớt mình đã thái xong. Còn nguyên liệu tiếp theo chính là xoài. Thì một kinh nghiệm cho các bạn đó là các bạn chọn xoài thì các bạn nên chọn những quả mà nó kiểu hơi ương một chút thôi, nhưng mà về cơ bản thì sờ vào quả xoài nó vẫn phải cứng. Nếu như mà các bạn chọn cái loại mà nó chín rồi thì cho vào món chân gà của bạn sẽ bị hỏng đấy. Còn về phần xoài này thì các bạn có thể thái nhỏ hoặc là các bạn có thể dùng những cái công cụ tỉa ấy,
thì cái miếng xoài của bạn nó sẽ đẹp hơn, món ăn sẽ đẹp mắt hơn. Còn phần bình thường mình làm ấy thì mình đã thử rồi, nếu như mà bạn để cả nguyên phần vỏ xanh này ấy, thì nếu như bạn ăn lúc đầu ấy thì miếng xoài nó sẽ rất giòn, nhưng nếu bạn để ăn món chân gà này trong vòng 2-3 hôm ấy thì cái phần xoài này sẽ bị đắng, bởi vì phần vỏ này rất là đắng. Chính vì vậy mình thường sẽ gọt cái phần vỏ xanh này đi, sau đó thì sẽ dùng cái công cụ tỉa để làm cho cái miếng xoài nó đẹp hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sơ chế cái xoài này nhé. Đây chính là miếng xoài mà mình đã sơ chế rồi. Tất cả những cái nguyên liệu này thì mình đã làm xong, gồm có ớt này, sả này, quất này và xoài. Bạn có thể thay thế xoài bằng cóc cũng được nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành nấu nước để ngâm chân gà. Về nguyên liệu để làm cái nước ngâm chân gà ấy, thì gồm có thứ nhất là mình sử dụng nước mắm. Thì mình sử dụng nước mắm Nam Ngư. Thì về phần nước mắm ấy, tùy theo cái lượng chân gà mà các bạn làm. Mình thì mình làm chỗ này khoảng, mình bớt lại một chút chân gà, chắc khoảng tầm 7-8 lạng chân gà. Suy ra là mình sẽ cho khoảng một bát con này nước mắm đầy. Đó, một bát này nước mắm nhá, một bát ăn cơm ấy, nước mắm mình đã bỏ vào đây. Tùy theo là bạn muốn ăn nhạt hay là ăn mặn thì bạn sẽ cho thêm. Tiếp theo là đến chúng ta sẽ sử dụng giấm. Đây chính là mình sử dụng giấm gạo, cái loại giấm này ngon này. Giấm gạo của Ajinomoto Ramen này rất là ngon. Về phần giấm thì lát nữa mình ở trong cái phần cái đồ mà cho vào với chân gà nó có tắc, nó cũng có vị chua rồi. Thế nên là giấm mình sẽ cho giá lưng bát con, ít hơn phần nước mắm. Đó, khoảng phần này. Sau đó mình đổ vào đây. Tiếp đến là phần đường thì mình sẽ cho khoảng giá lưng bát con đường như thế này. Đó, chúng ta đổ vào đây. Sau đó thì chúng ta sẽ cho thêm một chút muối. Chúng ta phải cho thêm một chút muối nhé. Tùy cái lượng muối mà chúng ta muốn, cho thêm một chút muối vào. Và tất nhiên là chúng ta phải pha thêm với cả nước trắng nữa. Thì mình sẽ cho thêm 3 bát con nước trắng này vào đây nữa là xong. Sau đó thì bạn sẽ khuấy như này cho nó tan hết đường ở trong này đi. Và thử xem là cái phần nước này nó đã vừa với khẩu vị của mình chưa. Nếu như mặn nhạt thì các bạn có thể cho thêm mắm. Còn nếu như mà nó hơi mặn một chút thì các bạn có thể cho thêm một chút đường và một chút nước. Sau đó thì các bạn sẽ đun sôi cái phần nước này lên để nguội. Sau đó thì sẽ cho chân gà, cho quất, cho sả, ớt và xoài vào. Ngâm vậy là chúng ta sẽ làm xong. Bây giờ chúng sẽ đun cái hỗn hợp này lên nhé. Bây giờ thì cái phần nước này nó đã nguội rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cho tất cả chân gà và quất, xoài, sả, ớt vào trong chiếc hộp này để chúng ta tiến hành ngâm nhé. Mình sẽ rải một lớp xoài, sả và quất, ớt xuống trước. Đó. Sau đó thì mình sẽ cho một lớp chân gà. Chân gà này mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh ấy. Thế nên là nó đã xong lại rồi. Mình đã cho tiếp một lớp xoài vào nữa. Thả này. Đó. Mình vừa cầm vừa quay. Mình vừa quay vừa làm thế nên là nó sẽ hơi kiểu bị rung một chút nha mọi người. Đây chính là phần chân gà, phần quất, sả, ớt, nói chung là tất cả các loại thì mà mình dùng để làm chân gà nó đã được rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đổ phần mắm. Phần mắm này thì nó đã nguội rồi, mình sẽ đổ vào đây. Đó. Phần nước mắm ngập như thế này là được rồi nhá. Cho thì nó xuống. Sau đó thì chúng ta sẽ đậy nắp lại và bỏ ngoài nhiệt độ bình thường này.
khoảng tầm từ 30 phút đến 1 tiếng, sau đó chúng ta bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Vậy là mình đã làm xong món chân gà ngâm xả tắc. Thì trong cái cách làm món chân gà ngâm xả tắc ngày hôm nay thì mình lưu ý với các bạn 3 lưu ý sau. Lưu ý thứ nhất đó là khi các bạn rửa chân gà còn sống ấy, thì các bạn có thể cho thêm chanh hoặc là giấm vào để các bạn rửa, và rửa bằng nước ấm thì chân gà nó sẽ mứt tanh hơn. Thứ hai đó là khi luộc chân gà thì các bạn nhớ là cho một ít giấm vào chân gà của bạn lúc mà chúng ta luộc xong rồi, nó sẽ trắng hơn. Thứ ba đó là với quả quất ấy, thì chúng ta nên bỏ hoàn toàn sạch hạt đi thì sẽ tránh được cho chân gà không bị đắng. Đó là một số lưu ý của mình khi làm món chân gà này. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Nếu như yêu quý mình thì mọi người nhớ ấn đăng ký kênh Phó Cát Thảo để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau với thật nhiều những chia sẻ bổ ích hơn về mọi điều trong cuộc sống. Tạm biệt mọi người.